Chào cả nhà đến với kênh Lê Linh Miền Tây. Hôm nay Linh sẽ ăn cơm với thịt chiên cả nhà, với ăn kèm với khoai lang nè. Khoai lang này Linh luộc đó cả nhà, hấp cơm chứ. Khoai lang này hấp cơm, thịt chiên. Thịt chiên có 2 miếng rồi cả nhà. Quay cái kinh phí nó eo hẹp quá cả nhà ơi. Giờ ăn có 2 miếng thịt nữa xíu à. Linh sẽ ăn với mắm trộn đủ nha cả nhà. Cái mắm này Linh trộn cũng 2-3 bữa rồi nè, ăn không dài đó. Nay Linh sẽ ăn với mắm trộn đủ. Bữa nay Linh cũng muốn bệnh đó cả nhà, nhưng mà vẫn ăn mắm này. Ăn lấy độc chỉ độc cả nhà, biết đâu ăn vô nó hết. Không biết hết bệnh hay là hết gì nữa cả nhà ơi. Ngon quá, thơm lắm. Mắm này mẹ Linh cho nè, làm cái mắm chua cả nhà. Cho mắm này Linh trộn gỏi đu đủ nè, bào đu đủ ra đó. Linh trộn gừng với đu đủ với ớt vô, nêm gia vị nữa, ăn ngon lắm. Giờ mời cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Cả nhà vào xem nhớ đăng ký cho Linh để mau được bật kênh nha cả nhà. Quay viết kinh phí eo hẹp hết rồi mà kênh chưa có được bật cả nhà ơi. Chan nước mắm vô. Cái dĩa khoai lang nè, hấp ngon quá trời. Sáng Linh hấp cơm á. Để Linh ăn một miếng mắm chứ kìa. Thấy mắm là cầm lòng không đậu cả nhà. Ngon quá trời luôn. Ngon quá cả nhà. Mắm này mình ăn cơm với cơm nguội cũng ngon nữa. Mắm này Linh chọn mà Linh bỏ tủ lạnh á, ăn cái nó giòn lắm, đủ đủ là nó giòn. Con mắm nó thấm lắm, chua chua ngọt ngọt á, vừa ăn. Cho một keo mắm bự luôn cả nhà. Cái keo mắm mà dưới đó đó, Linh để dưới cái góc đó đó. Keo mắm bự luôn. Mắm chua cả nhà. Hôm qua ông trời ổng mưa nguyên ngày, bữa nay muốn bệnh luôn. Sáng giờ xoa mũi uống thuốc vô. Bệnh mà ăn mắm nữa này. Tại mắm ngon lắm cả nhà. Linh này thích ăn mắm lắm.
cơm trắng ăn với mắm cũng ngon. Kênh của Linh cũng ít đề xuất cả nhà, cả nhà giờ xem nhớ đăng ký ủng hộ Linh nha cả nhà. Để kênh Linh mau bật kiếm tiền cả nhà. Mới có hơn nửa chặng đường cả nhà. Lâu quá. Linh cũng quay mấy tháng rồi. Răng luôn thịt chín mà vẫn nhảy cả nhà. Ngon quá, đói bụng ăn gì cũng ngon cả nhà. Này giòn giòn ăn ngon quá. Ăn nó cay cay á, giòn giòn. Giờ Linh sẽ ăn tráng miệng bằng một miếng khoai nha cả nhà. Khoai này khoai Đà Lạt á. Linh sáng Linh mua mấy củ về Linh hấp nè. Hấp cơm ăn nó ngon. Mời cả nhà ăn khoai cùng với Linh nha. Trong các loại khoai, khoai lang Đà Lạt là ngon nhất cái cả nhà. Nó ngọt. Nó ngọt và tự nhiên á. Ăn nó ngon lắm, bột nữa. Ăn khoai lang nó cũng tốt cho sức khỏe. Cả nhà vào xem nhớ ủng hộ cho Linh một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Video của Linh đến đây xin khép lại. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà.